Bản tin xin được mở đầu với một số diễn biến từ tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29. Thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bangkok cho biết, đại biểu 21 nền kinh tế thành viên APEC đã dành nhiều thời gian thảo luận về an ninh lương thực và an ninh năng lượng, hai vấn đề đang trở nên ngày càng cấp bách trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay. Trong buổi họp báo kết thúc các phiên họp SOM, ông Thani Thông Phác Đi, Chủ tịch SOM APEC 2022 khẳng định các đại biểu dự hội nghị đã đạt được sự thống nhất trong tất cả các nội dung của các mục tiêu Bangkok. Điều này đã phản ánh rõ mong muốn hướng tới phát triển bền vững của 21 nền kinh tế thành viên, bất chấp những khác biệt vẫn tồn tại. Các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học xanh tuần hoàn BCG cùng với những nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững hiện nay của APEC và giải thưởng BCG hàng năm sẽ thể hiện di sản quan trọng của chủ nhà Thái Lan trong năm APEC 2022. Các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học xanh tuần hoàn BCG cùng với những nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững hiện nay của APEC và giải thưởng BCG hàng năm sẽ thể hiện di sản quan trọng của chủ nhà Thái Lan trong năm APEC 2022. Các mục tiêu Bangkok cũng được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng để các nền kinh tế thành viên APEC bắt đầu chuyển đổi mạnh mẽ hướng tới các mô hình kinh tế bền vững hơn. Dự thảo các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế BCG có 4 nội dung chính: hành động chống biến đổi khí hậu, bao gồm việc trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đầu tư và thương mại bền vững, bảo vệ, sử dụng bền vững và quản lý môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đa dạng sinh học, và tiết kiệm tài nguyên, quản lý rác thải bền vững tiến tới không rác thải. Tại các phiên họp, các đại biểu 21 nền kinh tế thành viên của APEC dành nhiều thời gian thảo luận về an ninh lương thực và an ninh năng lượng, hai vấn đề đang trở nên ngày càng cấp bách trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề quản trị, bao gồm việc bổ nhiệm một giám đốc đơn vị hỗ trợ chính sách APEC mới, PSO, cũng như các công tác chuẩn bị khác cho APEC 2023 sẽ diễn ra tại Mỹ. Chiều qua tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra buổi họp báo thông tin về những nội dung của diễn đàn Mekong Connect năm 2022, chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với các tỉnh trong mạng lưới liên kết ABCD, Mekong, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tổ chức. Mekong Connect năm 2022 với chủ đề chủ động nâng cao chất lượng liên kết tích hợp để phát triển bền vững sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 11 tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Cần Thơ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là đơn vị đăng cai tổ chức. Diễn đàn năm nay có nhiều nội dung nổi bật nhằm tìm ra các giải pháp đẩy mạnh liên kết tích hợp các nguồn lực để phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung tập trung vào các vấn đề như chất lượng liên kết tích hợp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ công cuộc chuyển đổi số, viện trường và nguồn nhân lực cho kinh tế nông nghiệp, kinh tế biên mậu, kinh tế tuần hoàn, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và chú trọng chế biến nâng cao chất lượng gia tăng cho nông sản. Những nội dung lựa chọn trong diễn đàn được nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt quan tâm nhằm tạo động lực mới cho kinh tế bứt phá trong giai đoạn mới sau đại dịch COVID-19 của các địa phương và toàn vùng, theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và Nhà nước mà trọng tâm là quy hoạch tích hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Mekong Connect ra đời năm 2015 từ sáng kiến của mạng lưới liên kết cấp vùng ABCD Mekong, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp và sau đó có thêm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là diễn đàn thường niên dành cho doanh nhân, doanh nông, doanh nghiệp khởi nghiệp, nông dân và nhà quản lý. Tin đáng chú ý với bà con nông dân, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa ban hành quyết định 4324 về việc tăng cường sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022-2025. Quyết định có 7 mục tiêu cụ thể được Bộ đề ra, trong đó trọng tâm là nâng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành lên 25% so với tổng số sản phẩm phân bón. Đến nay, tỷ trọng về phân bón hữu cơ trong tổng sản lượng phân bón cả nước đã tăng đáng kể so với năm 2017, từ 6,3% tăng lên 23%. Đã có hơn 4.000 sản phẩm phân bón hữu cơ, tăng hơn 8 lần. Số nhà máy và công suất đều tăng, tương ứng 1,7 lần và 1,4 lần. Sản lượng sản xuất phân bón hữu cơ công nghiệp tăng gấp 2,5 lần. Ngoài ra, lượng phân bón hữu cơ được đưa vào sử dụng cũng không ngừng tăng lên, từ 14 triệu tấn năm 2020 tăng lên 20 triệu tấn năm 2021. Đây là thành quả, tín hiệu đáng mừng cho sản xuất nông nghiệp vì đã giúp giảm áp lực chi phí chăm bón trong bối cảnh giá các loại phân bón vô cơ đang ở mức cao.
Tại quyết định mới ban hành, ngành nông nghiệp đã định hướng sẽ đạt mục tiêu tăng tỷ lệ phân bón hữu cơ lên 25% trong thời gian tới. Bên cạnh mục tiêu về tỷ trọng, ngành nông nghiệp cũng phấn đấu nâng công suất sản xuất phân bón của các cơ sở lên 1,25 lần, tương đương với 5 triệu tấn trên năm. Lượng phân bón hữu cơ sử dụng trong sản xuất nông nghiệp tăng 1,5 lần so với năm 2020. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý về thị trường. Đến thời điểm này thì đã có thể khẳng định 2022 là một năm đại thắng trong xuất khẩu thủy sản. Trong thành công này, ngoài thuận lợi về thị trường thì còn có nhân tố quan trọng đến từ việc tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do FTA. Và có thể nói các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã hỗ trợ tích cực cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2022. Nhận định về nội dung này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng dù ngành thủy sản của nước ta hiện vẫn đang bị ảnh hưởng không nhỏ bởi thẻ vàng EU, nhưng trong 9 tháng năm nay thì xuất khẩu thủy sản sang EU vẫn có sự tăng trưởng mạnh khi đạt khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều khả năng khi mà kết thúc năm 2022, xuất khẩu thủy sản sang EU sẽ đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Việc tận dụng tốt cơ hội thị trường cũng như ưu đãi thuế quan thể hiện rất rõ ở mặt hàng cá tra. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA giữa Việt Nam và 27 nước thành viên châu Âu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, đang tạo cơ hội tốt hơn cho cá tra Việt Nam xuất khẩu sang EU khi các sản phẩm cá tra được giảm thuế về 0% theo lộ trình 3 năm. Chỉ tính từ đầu năm đến giữa tháng 7, xuất khẩu cá tra sang EU đạt 122 triệu đô la Mỹ, tăng tới 91% so với cùng kỳ 2021 và cao hơn cả giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này trong cả năm ngoái 2021 chỉ là 160 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh cá tra, cá ngừ Việt Nam nhờ có hiệp định EVFTA nên đang có sức cạnh tranh tốt hơn so với cá ngừ Philippines, Indonesia hay Thái Lan. Đối với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là Hiệp định CPTPP, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã tận dụng lợi thế của CPTPP còn tốt hơn cả EVFTA vì độ mở của Hiệp định này với thủy sản lớn hơn và không bị những hạn chế liên quan như thẻ vàng EU. Trong top 10 thị trường đơn lẻ lớn nhất của thủy sản Việt Nam trong năm nay, có 3 thị trường thuộc CPTPP là Nhật Bản, Canada và Úc. Cả 3 thị trường này đều có sự tăng trưởng mạnh. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hải sản đã đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là chỉ trong 3 quý của năm 2022, xuất khẩu hải sản đã bằng xuất khẩu nhóm hàng này của cả năm 2021, là mức kỷ lục về giá trị xuất khẩu của hải sản Việt Nam. Bên cạnh cá tra thì xuất khẩu hải sản là cá ngừ, mực, bạch tuộc cũng tăng trưởng mạnh trong năm nay, góp phần quan trọng vào kỷ lục xuất khẩu ngành thủy sản. Trong các mặt hàng thủy sản chủ lực, cá ngừ đang gây ấn tượng lớn nhất. 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ đã đạt 890 triệu đô la Mỹ, là con số chưa từng có trong lịch sử xuất khẩu mặt hàng này. Bên cạnh cá ngừ, xuất khẩu mực, bạch tuộc cũng đang tăng trưởng rất ấn tượng. Đến tháng 10 thì xuất khẩu mặt hàng này đã đạt 625 triệu đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, xuất khẩu mực, bạch tuộc trong 10 tháng qua đã vượt kỷ lục của cả năm 2021 là khoảng 602 triệu đô la Mỹ. Dự báo đến hết năm nay, xuất khẩu mực, bạch tuộc có thể đạt khoảng 734 triệu đô la Mỹ, một kỷ lục mới của mặt hàng này. Với con số 124 triệu đô la Mỹ xuất khẩu nhuyễn thể mang về trong 10 tháng, thì riêng xuất khẩu nghêu đã chiếm 70%, đạt trên 87 triệu đô la Mỹ, tức tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng thực tế ở thời điểm hiện tại thì một số doanh nghiệp xuất khẩu ngành hàng này lại đang phải đối mặt với việc đóng cửa vì đơn xuất khẩu dịp cuối năm giảm dần. Xuất khẩu đơn hàng khó khăn, nhiều nhà máy chế biến nghêu đóng cửa. Nhưng con số lũy kế xuất khẩu vẫn tăng là do xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam sang Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Bồ Đào Nha và Hà Lan tăng liên tục trong 5 tháng đầu năm, tăng từ 19 tới 52%. Tuy nhiên từ tháng 6, con số này liên tục sụt giảm từ 2-8% so với cùng kỳ của năm trước. Thực tế trong quý 3, ngành xuất khẩu nghêu của nước ta tụt giảm tới 19% và mới chỉ xuất khẩu được gần 25 triệu đô la Mỹ. Mặc dù vậy, hiện vẫn có một số nhà máy hoạt động chế biến cho những đơn đã ký từ trước. Thời tiết khắc nghiệt ở nhiều quốc gia châu Á đang đặt nguồn cung gạo thế giới vào tình trạng thiếu hụt. Điều này đang giúp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gạo nước ta. Số liệu từ hải quan cho thấy, tháng 10 vừa qua đã trở thành tháng có lượng xuất khẩu gạo cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta, đạt trên 713.000 tấn.
Bên cạnh đó, nhờ sự dịch chuyển sang phân khúc gạo thơm và gạo chất lượng cao, thì hiện giá gạo Việt Nam cũng đang liên tục duy trì ở mức cao nhất thế giới. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10 năm 2022 đạt trên 713.000 tấn, trị giá hơn 341 triệu đô la, tăng 22% về lượng và tăng 24% về trị giá so với tháng 9 liền trước đó. Đặc biệt, trong tháng 10, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt bình quân 425 đến 430 đô la trên một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái và cao nhất so với gạo cùng loại trên thị trường. Ngoài ra, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, với bối cảnh thuận lợi cho ngành gạo trong thương mại quốc tế và nhu cầu nội địa được thúc đẩy cuối năm, xu hướng tăng giá có thể còn kéo dài đến cuối tháng 12. Tin lúa gạo thế giới, trong một báo cáo triển vọng, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong năm 2023 sẽ giảm 1,5 triệu tấn so với năm 2022, xuống còn 19,5 triệu tấn. Trong khi đó, thì xuất khẩu gạo của Thái Lan lại được dự báo là tăng 0,6 triệu tấn lên 8,2 triệu tấn trong năm tới, do xuất khẩu từ các đối thủ như là Ấn Độ, Pakistan giảm. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu gạo của Ấn Độ giảm chủ yếu là do sản lượng gạo của nước này được cho là giảm do thiếu mưa tại các vùng sản xuất chính. Dù xuất khẩu gạo giảm, nhưng Ấn Độ vẫn là nhà cung cấp gạo có giá cạnh tranh nhất châu Á. Trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 11, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ ở mức giá 380 đô la Mỹ một tấn, trong khi giá gạo cùng loại của Pakistan và Argentina có giá lên đến 415 đô la Mỹ một tấn. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng dự báo sản lượng gạo của Trung Quốc, nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới trong năm tới, cũng giảm 2 triệu tấn so với mức kỷ lục trong năm 2021-2022, xuống còn 147 triệu tấn. Sản lượng gạo của Pakistan cũng được dự báo giảm 2,5 triệu tấn, xuống 6,6 triệu tấn do ảnh hưởng của lũ lụt tại thung lũng sông Indus.